Xin chào cả nhà. Nếu bạn đã từng biết đến Mai Ngô, chắc hẳn bạn cũng cảm thấy vẻ đẹp rất tây, rất cá tính quyến rũ của cô ấy khiến bạn khó mà rời mắt. Hôm nay, The Cloud sẽ hướng dẫn bạn thực hiện phong cách trang điểm bridal kiểu tây như Mai Ngô nhé. Chuẩn bị tâm lý là video này hơi nhiều bước một tẹo, hãy stay tuned với mình nha. Hãy bắt đầu với bước sử dụng kem lót. Mình dùng Pore Master của Aritom để làm phẳng lỗ chân lông, kìm dầu và chuẩn bị cho kem nền bám chặt vào da hơn. Điều này rất cần thiết cho các cô dâu vì ánh đèn sân khấu nóng dễ làm màng bị đổ dầu hơn bình thường. Để đánh kem nền, mình dùng Cover Stamping Puff của Innisfree như Beauty Blender. Chất bông xốp cực mịn sẽ cho bạn lớp nền airbrushing siêu tự nhiên mà vẫn cover tốt các khuyết điểm trên da. Còn về phần nền, mình sẽ sử dụng BB Foundation After Class Lunchbox của Too Cool For School. Vì đây là foundation nên độ cover rất ổn. Bạn có thể dùng thêm che khuyết điểm ở phần nắp trên của sản phẩm này cho da hoàn hảo hơn. Tuy nhiên ở đây mình đã happy với kết quả này rồi nên mình không dùng thêm che khuyết điểm nữa. Lỗi sai mà các bạn mới học makeup thường mắc phải là đánh nền quá dày cho các dịp đặc biệt, khiến da bị bí và lớp nền kém tự nhiên đi. Còn lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là hãy để lớp nền làm tôn lên làn da của bạn, chứ đừng cố che phủ toàn bộ làn da vốn có. Đặc trưng của Mai Ngô đó là cô ấy đẹp nhờ sử dụng khéo léo kỹ thuật tạo khối và highlighting gương mặt. Mình sẽ sử dụng rất nhiều phấn tạo khối hôm nay nên sẽ không phủ thêm lớp phấn cho lớp nền nữa. Phẩm chủ chốt của tutorial này chính là phấn tạo khối Atlas của Too Cool For School với 3 tone phấn nâu lì giúp tạo gương mặt sắc sảo thon gọn. Các bạn thấy đấy, gương mặt của Mai Ngô rất tròn, nhưng nhờ có tạo khối mà gương mặt của cô ấy trở nên góc cạnh và sắc sảo hơn rất nhiều. Khi đánh khối, mình sẽ đánh vẽ hình tam giác ngay hõm má, kéo dài lên hai bên thái dương, đánh phần xương hàm và hai bên trán. Đừng quên cái cổ nữa nhé. Hãy tán thật nhiều cho tới khi không còn ranh giới giữa hai màu da nữa. Sau đó mình sẽ tạo khối cho sống mũi và hốc mắt. Mắt của Mai Ngô rất to và tây nên việc tạo khối cho hốc mắt trước giúp việc trang điểm mắt sau này trở nên dễ dàng hơn. Phần sống mũi mình cũng sẽ vẽ lại sống mũi cho thon hơn ở vùng chính giữa, cho giống sống mũi của Mai Ngô. Đừng quên dùng cọ tán to để blend tất cả vào với nhau. Để kẻ mèo kiểu tây, mình sẽ tạo khung mày hình cánh cung có nét gấp thay vì kiểu mày ngang như Hàn Quốc. Sử dụng chì mày Innisfree số 5 để tạo khung, độ dài của đuôi mày cần nằm trên một đường thẳng với cánh mũi và đuôi mắt. Dùng chì mày số 7 nâu vàng để tô vào phần trong của chân mày. Mình sẽ tạo hình đầu mày vuông để trông sắc nét hơn. Dùng mascara mày Ultra Fine màu nâu vàng để chải lên từng sợi lông mày. Để đánh mắt, mình sử dụng hộp phấn Let Me See của 3 Concept Eyes. Dùng ngón tay lấy phần màu tím nhũ đồng để tán đều lên bồn mắt. Mình cảm thấy khi đánh mắt khói, dùng kỹ thuật ngón tay sẽ cho ra kết quả màu lên đều và đậm, cũng như bám màu tốt hơn là dùng cỏ rất nhiều. Màu tím này cũng cực kỳ đặc biệt, chỉ có tone tím này của 3CE mới đưa ra được kiểu mắt khói nâu tím nhẹ nhàng, lãng mạn mà không hề bị già. Dùng màu nâu đồng trên cùng hộp phấn để nhấn hốc mắt,
Vì mắt mình không được sâu lắm cho nên mình sẽ đánh an giang lên xương hốc mắt luôn để tạo cảm giác hốc mắt cao và sâu. Lưu ý tán thật nhiều để màu nâu và tím đồng có độ chuyển màu nhẹ ở ranh giới nhưng vẫn rõ hai khu vực màu khác biệt nhau. Dùng màu No Matte lần nữa để tán đuôi mắt cho phần smokey eye tím khói blend đều và đuôi mắt trông dài hơn. Dùng màu hồng ngọc dry version của màu mắt Naked 1 đã đánh xương chân mày. Kẻ viền mi với gel liner của Innisfree, Mai Ngô tạo ấn tượng nhờ đường viền mi kiểu cat eye rất là cá tính. Chúng ta sẽ tạo lại kiểu viền mi ấy với đuôi mắt dài và dày. Vẽ một hình tam giác ở đuôi mắt, sau đó kéo dài đường viền mi vào góc mắt trong. Trước khi gắn mi giả, mình sẽ bấm phần mi thật cho lát nữa mi giả và mi thật tiệp vào nhau một cách dễ hơn. Sử dụng mi cước Idol Lash của Aritum số 2 Petite Volume để gắn mi giả. Bấm mi lại thật nhẹ nhàng, cho phần mi giả và mi thật cong đều vào nhau. Tiếp đến, mình sử dụng bút kẻ mắt nước Innisfree Pen Liner chống thấm nước để kẻ lên phần dây cước mi giả cho tự nhiên hơn. Dùng mascara Miss Manga Rock của L'Oreal để chải mi thật dính vào mi giả. Lưu ý chải kỹ phần mi dưới cho đôi mắt mở to và lớn hơn. Nhấn màu hồng nhũ sáng cho phần gốc mắt đường viền mi dưới. Để tái tạo lại làn da bóng khỏe của Mai Ngô, chúng ta sẽ cần dùng đến highlighter của Too Cool For School. Xoay cọ theo hình tròn để trộn đều ba màu highlight hồng với nhau. Tán phấn highlight trên phần C-zone từ đỉnh cao nhất của gò má lên thái dương, chính giữa trán, xuống sống mũi, nhân trung và cằm. Dùng màu má hồng Dusty Rose để đánh dưới xương gò má, cho vẻ đẹp đầm thấm trưởng thành thay vì đánh ở đỉnh cao nhất của gò má, vì chúng ta đang muốn dùng đỉnh gò má để nhấn mạnh màu của phấn highlight. Cuối cùng, đánh màu môi với son kem lì Real Fit Velvet Innisfree màu V4. Đây là kiểu màu rosy mauve hồng nude, có pha chút nâu cho đôi môi tự nhiên mà vẫn tươi tắn. Nào, bây giờ hãy đeo chính xác tròn màu xám xanh, thế là bạn đã hoàn tất.
Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like Facebook The Cloud trong phần description và subscribe YouTube channel của mình. Chúc các bạn thành công!